Tiếp sau đây xin các bạn cùng thưởng thức ván cờ vô cùng hay vô cùng hấp dẫn đến từ ngoại tình lai khắc chiến thần Vương Thiên Nhất đối đầu với đối thủ là danh thủ Từ Sùng Phong. Trận đấu là trận cờ được diễn ra trong vòng 4 giải cờ tướng Thượng Hải Boy 2022 với mình đỏ đi tiên là chiến thần Vương Thiên Nhất. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Thank you.
và tiếp theo sau ván cờ xe ba lùi một chiếu của bên tiền, thì bên đen đã phải buông cờ xin thua trong hình cờ đó.